Đây là một bản nâng cấp nước hoa tuyệt vời so với phiên bản cũ của nó là Aromanico. Một mùi hương nó đã mang hết tất cả, nó thể hiện được tất cả những hình ảnh mà bất kỳ bạn nào xịt nước hoa muốn hướng đến nếu như mà ai ngửi đến mùi hương của mình. Phong cách lịch lãm, sexy, nam tính và gà đòn. Đây là chai nước hoa ra mắt năm 2016, Aromanico Profumo. Chai nước hoa này với hương đầu của nó là quýt, táo xanh, bạch đậu khấu. Hương giữa là hoa cam, hoa hải hương, lục đậu khấu. Hương cuối đậu tonka, vỏ phách và da thuộc. Trước khi chúng ta nói chuyện về cái mùi hương của cái chai này, cái thành phần của cái chai Profumo này, mùi chủ đạo của nó là đậu tonka và da thuộc. Cái đậu tonka là các bạn cũng đã biết, cái nguyên liệu mà rất được các hãng nước hoa sử dụng để chế tạo ra những cái mùi hương. Bởi vì với cái mùi ngọt ngậy và nồng nàn của nó thường được hướng đến những cái mùi hương của phương Đông, nồng nàn và quyến rũ. Ví dụ như ở đây mình cũng có một vài chai, ví dụ như là chai Carolina Herrera CH Man Privé, một mùi đậu tonka kết hợp với rượu whisky. Đôi khi mình ngửi mình cảm giác như là mình đang nhấm nháp một cái ly cocktail giữa rượu và một chút mật ngọt đó. Hương thơm nó đanh và nó sắc. Hay là chai One Million Privé, thì nếu bạn nào mà xịt ấy, các bạn sẽ giống có cái cảm giác như phết mật ong lên người. Thế nhưng mà với cái Aromanico Profumo này, bởi vì giữa đậu tonka và da thuộc, cho nên cái mùi thơm của nó vừa ngọt vừa nam tính, nó tạo nên một cái mùi hương tuyệt vời. Cái chai này được ra mắt vào năm 2016, và cái hương thơm như mình đã nói, cái chủ đạo của nó vẫn là nền da thuộc. Nhưng mà ở phiên bản này, da thuộc nó được xử lý mềm hơn, mình cảm thấy nó ảo diệu hơn. Và cái nhiệm vụ chủ yếu của nó là để nó làm nền cho các cái tông mùi khác. Ví dụ như khi mà mình mới xịt chẳng hạn, thì mình thấy là cái vị tươi mát của quýt và một chút thơm của táo. Cái nốt mở đầu của nó là rất là tươi mát và thơm, một chút thơm, kết hợp với cái nền vẫn là một cái nền là vị da thuộc, nhưng nó chỉ xuất hiện từ từ thôi. Càng về sau, cái nền da thuộc này nó mới càng nổi lên, chứ không một phát, chứ không phải lúc đầu tiên là nó hiện hữu lên luôn đâu. Đó. Tiếp theo đó thì ở cái nốt tiếp theo thì cái nốt da thuộc nó bắt đầu nó nổi lên rất là rõ, và đẩy đến cuối cùng thì là nó sẽ phối hợp cùng với đậu tonka và hổ phách. Cái vị ngọt của đậu tonka và hổ phách, trầm của hổ phách và nồng của da thuộc, nó kết hợp lại với nhau tạo nên cái mùi hương nó thế nào nhỉ, rất là hấp dẫn, nam tính, quyến rũ, đàn ông và sexy. Cái mùi hương của cái chai này này, khi mà các bạn xịt xong ở ra cái nốt cuối, ví dụ như mình chỉ muốn ngửi mãi, bởi vì cái mùi hương này nó quá là hấp dẫn đó. Nó ngửi nó không hề cảm thấy nhàm chán, mà nó bởi vì nó là một tổ hợp những cái mùi hương rất là tuyệt vời, rất là ok. Cái chai này hợp lý nhất là trên 25 tuổi xịt. Ở bạn nào dưới 25 thì không hợp một chút nào cả. Chai này nên sử dụng vào thời điểm sử dụng thì tốt nhất là mình thấy thời điểm nó phát huy được hết cái công lực của nó là vào mùa đông. Mùa đông mùi hương này, nếu như bạn xịt mùi hương này thì mình có thể dùng mỗi một hai từ thôi, đó là miễn chê, không còn gì để nói cả. Còn mùa xuân mùa thu thì các bạn cũng nên chọn những hôm nào mà mát rời, bởi vì cái tính chất mùi hương này của nó là nồng nàn. Còn mùa hè thì không nên dùng. Mùa hè thì tuyệt đối không nên dùng chai này, bởi vì nếu bạn xịt vào mùa hè thì thật sự là mình không dám chắc điều gì xảy ra đến với bạn đâu. Chai này mình thấy khá là đa dụng, đi bar cũng được, đi chơi tụ tập bạn bè cũng được, đi hẹn hò cũng được. Nếu bạn đi làm thì bạn chỉ nên chú ý đến cái số lần xịt thôi, còn lại thì để đi làm cũng rất là ok. Về độ tỏa hương và lưu hương và tỏa hương thì chai này, ví dụ như mình xịt trên lên khi mình xịt thử lên tay của mình và sau đó là mình rửa đi, thế nhưng mà đến tận tối nó vẫn còn lưu lại cái mùi hương này, cho nên là cái độ lưu hương của nó gọi là trâu bò, cổ báo cáo trồn luôn. Độ tỏa hương cũng khá là xa nhé. Độ tỏa hương chai này là trong khoảng bán kính từ 1 đến 2 mét đó.
Cho nên nếu như bạn nào mà xịt thì cũng nên lưu ý, ví dụ như vào chỗ đông người thì cũng nên điều chỉnh lại cái số lượng xịt của mình. Tổng quan lại, đây là một cái chai nước hoa rất là đáng mua, rất là đáng mua luôn, mình khẳng định với các bạn luôn. Mùi hương này rất là ok, mà mình nói lại luôn, nó mang đến tất cả những thứ gì các bạn cần ở một chai nước hoa. Bạn thích sexy nên có sexy, bạn thích nam tính có nam tính, thích sự chỉnh chạc nó có sự chỉnh chạc. Đó. Ở trên đây là những cái cảm nhận của mình với cái chai nước hoa Armani Profumo. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Đừng quên like và share nếu các bạn cảm thấy video có giá trị, và hãy subscribe kênh của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.